Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Tập phim hôm qua thì các bạn cũng đã biết là đường dẫn của phiên mố số 2 bắt đầu là mở vào rồi. Nhưng mà gặp một cái sự khó khăn rất là lớn, đó là cái hòn đá tảng to. Như cái ô tô thì đứng chành ngành ở đây vần nó không đi các bạn ạ. Hôm qua thì đến buổi tối hôm qua được thêm chắc 3-4 xe nữa. Hai anh em ra san gạt lại chỗ này nhưng thử cậy hòn đá này không ra. Cái này thì bây giờ cái phương án tối ưu nhất là chắc là vẫn phải đổ trước các bạn. Đổ đất trước xong là để hôm nào mà mình thuê máy to vào để nâng dầm ấy, hoặc là ngày trước ngày hôm đấy, tức là hôm nay là thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì mình phải chuẩn bị xong cái đường dẫn này thì mình sẽ thuê máy to vào để hai máy cùng múc, kể cả máy to mà một máy không thể múc nổi cái này các bạn ạ. Kể cả máy 200. Ở dưới này nó lại kê hai hòn, nó cũng to, chắc cũng phải gần bằng hòn này quá. Gần bằng ấy, nên là hạ cái dưới này rất là khó. Đấy. Khi mà với lại hạ nó mất rất là nhiều thời gian, nó đào được hai hòn dưới này thì cái hòn này ra thì nó chỉ sệ xuống thôi, mà nó còn chưa chắc là đã xuống được ưng ý ấy, nó xuống thấp được ấy. Ở dưới này toàn là núi đá hết mà. Đây các bạn nhìn phía bên trên này, toàn đá nó rất là khó. Nên là phương án tối ưu nhất chỉ có hai máy kẹp sức vào để mà hạ cái này thấp xuống và vần ra thì mới được. Đấy, phương án tối ưu nhất là chả có cách nào nữa đâu. Nhiều bác bảo dùng cả dây kéo ô tô và kéo nào được, kéo ô tô máy xúc và hợp lực kéo thế nào được. Các bạn nhìn ở máy quay nó thế thôi, bình thường mắt thường các bác nhìn nó mới khủng khiếp. Cái này nó chôn ở dưới nữa cơ mà, cái này là lấp đất lên rồi nhé, cao phải gần bằng người mình ấy. Cái này nặng hơn cái máy xúc của cái chắc. Còn phía bên này thì đây, đất bắt đầu san ra từ đây hôm qua. Tuyến anh ấy san ra đây để tí nữa là ô tô sẽ lùi chéo các bạn nhé. Cứ lùi chéo đổ dần vào đây. Cái này thì khối lượng nó rất là lớn, thế này là nếu mà cố gắng hôm nay ngày mai xem nó như thế nào, thứ 6, thứ 7 như thế nào, không rồi chủ nhật mình thuê thêm một cái máy vào để làm cùng với máy mình đào ở bên phía bên kia các bạn. Kế hoạch là vậy, tức là mình dọn dẹp hết cái phía bên kia đi. Đào cây nhội kia nếu mà múc được thì múc bỏ nó đi. Đấy, không múc được thì để đấy cũng được. Múc đất từ cái bên dãy suối bên kia ốp vào cái bên má bên tường cánh phía bên kia cho nó đỡ đi phần nào. Đấy, kế hoạch kiểu như vậy. Nhìn thế thôi cao lắm. Bằng cái đỉnh sắt kia hôm qua mình tính có 3 mét, không phải, nó phải tầm 4 mét. Nó phải hơn 200 xe. Trời bây giờ nó là còn âm u, trời mưa phùn xuống các bạn ạ. Mong sao là thời tiết nó thuận lợi, thứ hai lên dầm nó mới nắng ráo thì làm thì mới dễ. Giờ mà mưa xuống là chết dở đấy. Đường xá trơn trượt, xe cộ người ta vận chuyển lên khó ấy. Xi măng thì vẫn còn thừa vài tấn ở đây. Vẫn đổ hai bên đầu của cái đầu dầm vẫn ok. Còn cát thì hết rồi. Đấy. Giờ cát phải đi lấy xa rồi. Thôi từ từ từng bước khắc phục các bạn nhé. Sẽ có cách thôi nhưng mà cũng phải từ từ cố gắng. Hôm nay thì rất là cảm ơn tới hai bác, một em gái ở bản làng Than với một bác đã có những cái món quà rất là ý nghĩa. Hôm qua có một em gái mang đến cho một con vịt. Đấy, cho anh em ăn buổi trưa. Có một bác thì biết A Tú bị bệnh, hiện tượng đại tràng, sang bên này bà con mời rượu nhiều quá. Thế là bác ấy mang tận thuốc từ tận đây, tận rượu thuốc mang tận lán cho, nhưng hôm qua mình không ở đây. Đấy, rất là cảm ơn. Và có một anh ở Hà Nội gửi cho anh em team 3 triệu để mua thức ăn. Thì hôm qua mình cũng đã đưa vào danh sách ủng hộ rồi. Đấy, hiện tại thì cầu đang thiếu thì anh em cố gắng sẽ đưa cái số tiền đấy để vào để lấy cái dầm lên đã. Đấy, rất là cảm ơn các bác đã quan tâm đến kênh. Đây có lẽ là một cái công trình mà được sự ưu ái, sự quan tâm của dân bản nhiều nhất đấy, tình cảm nhất đấy.
Cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang đây, tí nữa sang bên kia mình sẽ quay những cái món quà cho các bác xem, gà vịt hay là gì trong để buổi trưa này mời lái xe với lái xúc. Hai thanh niên bắt đầu múc ấy rồi, múc đất ở chỗ này nó lấn đá cơ các bạn ạ, nó không phải riêng đất, nó nhổm lồm nhổm, nó mà đất thì nhanh như nhà chú Phúc thì múc nhanh lắm, nhưng mà cái kiểu đá đá kiểu này là nó cũng tốn thời gian một tí đấy. May thay được cái răng gầu, đào nó nhanh mà nó thoáng máy, nó nhẹ nhàng máy lắm. Răng gầu tôi may nó không có đá to mấy các bạn ạ. Giờ A Thành múc cứng lắm rồi, xong vụ này mua máy xúc tốt rồi còn gì nữa, sửa chữa cũng biết khắc phục những cái cơ bản, tiêu rồi bơm dầu bơm mỡ là ngon lành hết rồi đấy. Này được cái là nó cũng ấy, nó cũng nhanh nhẹn các bạn ạ. Nên là nó có năng khiếu, chỉ cần bảo một lần nó không biết, với lại nó thực hành nhiều nó không biết. Lái tốt đấy. Mà xong công trình mà có bác nào mà có máy xúc mà cần đến lái máy cho này đi làm tốt đấy. Nhưng mà phải làm phải đào tạo thêm mặt bằng này, căn chỉnh các thứ nữa. Còn đá to nhá, được không? Đúng đi. Bắt vào mé bên kia ấy. Thẳng lái đi. Giả lái đi, giả lái đi. Tí nữa đi. 30 phân nữa. Thôi, thôi. Vừa đấy. Cứ đúng cái nốt đấy là được. Vừa zin đấy. Gần này múc đầy thêm tí nữa. Vừa đẹp luôn. Cái mặt bằng là đúng bằng chỗ mình đứng này các bạn. Đúng bằng chân mình luôn này. Thank you.
Nữa đi. Nữa đi. Thôi. Xe đầy như này được 4 khối các bạn nhé. 4 khối thì hôm qua là nếu mà tính xe 3 khối thì nó là 200 xe, nhưng hôm qua nhân với 3 mét, nhưng mà 4 mét thì nó phải tầm hơn 200 xe, thì bây giờ 4. Bây giờ múc đầy như này thì 4 khối thì chắc cũng nó cũng rơi khoảng 200 thôi, 200 xe. Ông đi bán cái gì đây? Bán cho họ. Bán cho họ á? Bán cái gì đây? Cái này á? Ông Đan à? Đây là cái nong của người Tày. Lâu lắm không thấy ai đan như này nhỉ? Cái này là sẩy thóc à? Ừ. À. Hay nhỉ? Gác bếp à? Thế à? Cái này bằng cây gì ông? Cây nứa. Cây nứa à? Vậy thì có lắm, giống dài thì có lắm. À, thế à? Hay là hôm nay nó gây ấy. Ờ. Mình giống này khum khum cái này khó đấy nhỉ? Mang đi bán à? Cho hỏi em chú. À, mang đi cho em chú à? Ừ. Tưởng bán, ông ở nhà còn nhiều không? Còn 3 cái. Còn 3 cái à? Hôm nào con qua nhà ông mua 2 cái về để cho chị em để gì không à, để mình làm thức ăn nhiều lúc bày vào cái này lót lá chuối ăn hay mà đúng không, làm mâm ấy, mâm mẹt ấy. Đấy, để này lót lá chuối như này các bạn này, xong để thịt đây, để rau, để cứ mỗi loại một góc này đấy. Nhưng mà đan nó đừng có khung khung cái này mà nó hơi bẹt ra một tí này, đẹp hơn. Nó làm dày, nó là dày. À, vâng. Mình có không ai chạy ra đừng mỏng. À, thì à. Nó mỏng đây là rất là cần một tí. Đây là đây, đây chính là mâm mẹt đấy, làm gì nữa? Mâm mẹt mà. Mâm mẹt đấy. Con cảm ơn ông nhá. Vâng. Hôm nào nhà ông ở đâu nhỉ? Nhà hai nhà xây cạnh nhau ấy. Nhà xây cạnh nhau ở tận làng than hay ở đây? Ở đây là tận. Ngay đây cầu tràn này gì? Ừ. À vâng. Rồi, ok không? Cầu tràn là chỗ là hai. Một hai nhà tràn là hai nhà xây đấy. Vâng, vâng. Ok. Con đi nhá ông nhá. Ừ. Vâng. Vâng, vâng. Ok, ok ông. Con đi ạ. Bây giờ sang bên kia thôi anh em, công việc nó chỉ có vậy, chỉ có múc đất với lại đổ đất nên là mình về chuẩn bị cơm nước cho anh em. Đây, về đến đây hôm trước có một bác cho ở trên đây, bác cho tặng cho A Tú một cái bừa nữa, có cả đầy đủ luôn nhé. Xem video biết là A Tú thích mấy cái đồ này về về treo nhà sàn đấy. Nên là các bác bảo ôi rồi ôi để nhà bác treo sắp mọt cả ra rồi, chả có dùng gì đâu. Thế là bác cái cho đầy đủ luôn, cả thiếu cả vậy luôn nhá, chỉ việc mắc trâu và bừa đấy. Hay thật đấy, công nhận ở đây người ta quý người lắm các bạn ạ. Bản làng người Tày ở đây ấy lắm, sống rất là
hay. Đây là đâu nhỉ, cái bọc thuốc hôm qua mình. À đây này. Đây. Không biết là bạn nào có hay uống rượu như mình không, hay hiện tượng bị đại tràng không, dạ dày không, thì đây là thuốc nam của người Tày các bạn nhé. Đấy, cô ấy đi nhặt ở trên rừng về, hôm đầu mình cũng điện ra bảo là xem có không gì. Thì nhà trợ cháu với cô phải lên tận rừng cô lấy về phơi khô, xong là băm ra cho, xong là mang vào tận đây cho chứ, thế mới ngại chứ. Thực sự rất là ngại luôn. Rất là cảm ơn tới cô, cháu còn chưa biết tên của cô cơ. Nhưng mà uống đúng một ngày đầu tiên thôi, đỡ luôn. Ê mày hay chứ. Công nhận cô làm tốt thật đấy. Mong sao là nó khỏi. Uống thuốc xong rồi có cái cớ để trốn rượu. Đây, còn đây là con vịt. Con vịt của một em gái. Bây giờ vịt em gái tặng đây này. Bây giờ là đấy. Đây. Một em vịt tặng cho anh em ăn bữa trưa, ăn bữa tối. Rất là cảm ơn tới em gì nhỉ, em rất là cảm ơn tới em nhẫn ở thôn Làng Than hôm nọ đi tìm măng với mình ấy, các bạn còn nhớ không? Đấy, hôm đi tìm măng với mình là em Nhẫn em có đi cùng, mà em hay nói ấy, nói duyên ấy, hai chị em ấy, thì cái người em mà đi cùng mình ấy đấy là em Nhẫn là đi tìm măng. Xong là hôm qua lại mang cỏ vịt cho các anh em nữa. Rất là cảm ơn. Rồi trưa nay là anh em là có bữa rồi. Bỏ qua đây đã. Đun nước. Đây, hôm qua mẹ của em trai này mang thuốc đến tặng cho A Tú. Hôm nay thì vào đây để hướng dẫn A Tú uống thuốc. Rất là cảm ơn tới, gửi lời cảm ơn tới gia đình nhé. Cảm ơn tới mẹ em rất là nhiều. Hôm trước em cũng có ủng hộ cầu là hát là 1 triệu ấy. Chưa ở đây ăn cơm với anh em. Thịt kẹp á? Làm tí. Xúc đại tràng anh có uống đâu. Ngồi chơi mà. Bây giờ đi Văn Ngan làm tiết canh. Bây giờ đi đâu? Không vội đúng không ạ? Em vào trong thì... Bây giờ đi ra đây á. Tí quay lại đây ăn cơm. Để anh đi bắt con Ngan đã. Nhá. Đây vợ chú Lịch đi bắt Ngan cho rồi. Đây chơi em ơi. Nhá. Tí ở đây. Có gì là gì? À, trưa nay có khách chú ạ. Trưa ra ăn cơm chú ơi. À, cái vườn, à, cái chuồng vịt của chú sắp hết rồi. Cháu ra ngoài lấy cào làm gì nhỉ? Hả? Không phải lấy cào làm. À, lấy cào á? À. Lấy Ngan thôi, cháu có một con vịt rồi. Làm con Ngan cái ấy, con vịt ấy, ai chưa, em Nhẫn ở ngoài kia em cho. Xong rồi trưa nay có mấy chị em hội phụ nữ Làng Than vào chơi. Vâng, thế cháu bắt thêm một con nữa để cho nó đủ. Nhẫn với lại vợ là con cái gì? Đấy, Nhẫn với vợ Công, với anh Công, công an viên trưa nay vào thăm. Trưa nay vào thăm anh em các bạn ạ. Đấy là toàn cháu của cô ấy đấy. Thế à? Thế cô chú trưa nay ra đây ăn cơm? Kia. Lại có tí việc à? Cái vườn, à cái chuồng của chú cứ nuôi từ giờ đến tổng kết cầu chắc là bán hết. Nếu thì chắc chắn nó gầy rồi. Vâng. Ngan cái cô ạ. Nó béo hơn. Lúa của chú bắt đầu xanh rồi đấy nhỉ? Béo hay gầy chú? Được không? Ok. Ổn đấy. Ngan cái. Cái loại này bay ác lắm nhá, chú chặt cánh à? Thảo nào. Sợ đéo ngủ được. Sợ đéo ngủ được.
làm bát tiết tiết canh. Chưa ra đây ăn cơm chú ơi. Làm tí. Chị em ra hát nôm mình làm tí. Sang đây đã. Đấy. Thế là đôi bạn cùng tiến đây rồi. Đây nha các bạn nhé. Trưa nay là có khách vào thăm nên là lâu lâu anh em chị em vào thăm động viên, thế là anh em cũng rất là vui đấy. Rất là cảm ơn anh em, cảm ơn chị em. Thì nữa chúng ta mới ấy, thì nữa chúng ta mới gặp. À quên mất, không được hỏi em cái gì nhỉ, cái rượu đấy uống kiểu gì đấy? Đại tràng cái gì? Tao phải lười lắm đấy. Em lúc trước gầy như em này này. Uống thuốc nam của bác vào uống một đúng một chưa hết nửa cái bom nước thôi mà khác hẳn luôn, thế mới hay. Anh nghĩ là ổn đấy, tại vì nhìn thấy cái biểu hiện đầu tiên là ổn đấy. Được chưa Hồng Nhi ơi? Nào. Tính cây số chắc phải đi từ giờ đến mẫu A. Toàn mấy đại ca uống nhiều. Cứ phải uống nhiều với nó mới chuyện nghề cho được. Toàn nhân vật cao cấp. Đấy, ông lại mang bán cho hai cái nong to thế này, tha hồ mà chặt vịt mổ vịt nhé. Đây các bạn ạ. Úi, hai quả này hôm nào dùng xong thì mang về để mà công mang về để treo nhà sàn đấy. Ví dụ mà vì viết tên viết biển là viết vào những cái này rất hay nhá, mình rất thích những cái đồ nó mộc mạc cái này cơ. Ví dụ như chữ gái bản chẳng hạn, thế mỗi bên một chữ này treo hay á. Cái gì đấy? Ui, ngon, xin cảm ơn. Rồi ôi, đấy. Công an viên cùng với vợ lên thăm lán, mang cả cá suối lên này. Đó. Vừa đi bắt à? Ui, cá ngon đấy. Đây mới là cá suối chuẩn này. Cái cá này ở Nghĩa Lộ 1 cân là 280.000. Nhá, các bạn mà đi vào nhà hàng, nhà sàn bên Nghĩa Lộ ăn đúng một đĩa cá suối này nó phải tầm gần 300.000 đấy. Đĩa bằng này hơi bị giá trị ấy, phải đơn giản đâu. Chào người đẹp. Tí hát nôm nhá. Rét à, ngồi sưởi đi. Có gì đâu. Em đang mổ hai con ngan. À, một con ngan, một con vịt. Một con nấu măng chua, một con luộc quá hả nhỉ. Xong rồi cá suối làm kiểu gì? À, chị xử lý đấy, chị biết làm món đấy không? Nhưng mà mình làm kiểu gì nó ngon được cơ? Ý nó có cả đậu phụ với thịt chua nữa. À ui, lại còn nhiều món đi á. Đang mang vào này. Thì đi chả say. À. Ui, vào đây lâu chưa? Ờ. Chị chú vừa tiên quang về. Chị làm cá đi. Em đang tiện cái này. Cá hỏi xong rồi. Một sẵn cho rồi. Hay là nấu làm món vén thì ở đâu có nhỉ? Tí nữa bảo nghe luôn đi lấy khu này có. Anh còn phụ trách địa bàn này. Phụ trách địa bàn này. Ở chỗ nào có luôn? Có đâu, kia cũng bỏ họ đoạn đặt đấy. Đấy, hôm nay có anh em vào chơi vui phết. Lâu lâu động viên anh em làm cầu. Ai xa, xin chào hội trưởng hội phụ nữ xã Phong Dụ Thượng. Cảm ơn nhé. Vâng, hôm nay em bảo là sáng nay mấy chị em ăn sáng bảo thôi đi thăm. Thăm là công trình nhỉ? Vâng. Vâng, rất là cảm ơn tới các chị em đã đến thăm động viên, hỏi thăm động viên đến anh em trong team. Mang đây. Cái gì đây? Thịt chua. Thịt chua, đó, xem. Thịt chua em mua hình như không ngon lắm sao ấy? Thịt chua của người Tày à? Cái này phải có măng đấy cả. Măng á? Măng vầu, chấm măng vầu ngon lắm. Măng vầu à? À, thịt chua của người Tày ở xã Phong Dụ Thượng. Hôm nay mình được thưởng thức nhiều đặc sản ở đây đấy. Đây, thơm thế nhỉ? Măng bầu thì bây giờ mình đi đâu lấy được nhỉ?
À, xào với măng bầu à? Không, măng bầu luộc về xong là chấm cái này gì? À. Không nghe máy bảo là lấy mấy quả nhót về không canh cá. Rồi, em cảm ơn. Ở trong này khó quá. Nghĩa ở trong nhà mình có không? Lấy nhót về. Để anh đi lấy. Ngon lắm. Nhà nào có? Hàng công ấy. Nhà công có gì? Ờ. Thế anh mổ nhá, em đi lấy nhót. Đi. Đi chơi không? Lấy nhót không? Ờ, em ở nhà nhé. Con vịt thì chặt ra để xào cái gì quá à? Xào măng chua. Xào măng chua để anh đi, đi xin măng chua xong là con ngan thì luộc. Đi, đi vào bản. Cô có cái gì đấy? Tưởng là có con... À mà công. Tưởng có con gì. À mà công cho anh xin mấy quả nhót về nấu canh. Hết rồi quá. Ấy. Ôi, đâu có sai mày đâu. Hết à? Thôi lên nhà lên lá Đồng Phong, cũng nhiều nhưng mà nó chín hết rồi. Không, chanh xanh về nấu. Xa tí phải đi xe. Lá Đồng Phong chỗ này mà. À phòng thế này. Ở đâu? À, chỗ nào? Trong này nhiều cái chỗ gì nhỉ? Chỗ mà đi đáy cát ấy, chỗ à à à à. Lá Đồng Phong. Nhưng mà đi tìm mang không? Ờ, ngọn mang ấy. Không được đi. Đang có mồi nhưng thiếu gia vị. Tí ra bán làm chén. Nhá. Ủa, qua xay cả ngày. Cả ngày thì hôm nay đã có cả ngày đâu. Nay có buổi sáng. Ờ, anh em đang làm cơm đây. Ờ, thế thì phải đi vào trong à, vào lán Phong à. Thế phải đi xe máy rồi. Ờ. Lấy củi à? Ok, ok. Rồi đây rồi, đây. Mày thế về đến đây thì gặp cái này nấu cá tốt mà. Nhớ bao nhiêu phải không? Quả này chua nấu cá ngon mà. Làm đâu mà có cái túi nhỉ? Hay là vặt luôn cành về nhỉ? Bẻ cành thì họ chửi cho chết. Kiếm cái túi vui rồi. Đến nhà Nghĩa. Định lấy nhót nhưng mà may thế các bạn ạ. Gặp ngay quả dâu chín này. Nấu cá ngon lắm. Không biết ở đây họ có ăn không. Mấy cành thấp thấp thì chắc bẻ được. Này, ngon chưa? À, cái này họ cũng chặt đi rồi. Chặt đi nó mới mọc chồi đấy. Thằng nào cũng vướng đường rồi. Thật. Mà ở đây họ cũng không ăn đấy chứ. Để cái này mà. Được chưa? Ok. Nấu cành thì thì hết bố cầy đi chứ. Nhưng mà thật ra là họ không ăn thật. Để nguyên như này. Ê mày chưa? Đi để gặp luôn nữa. Đang thiếu nhót lại gặp ngay cây dâu ở cạnh đường, thế là có canh luôn. Nấu cá suối các bạn nhé. Bây giờ phải tìm được một củ măng nữa nhỉ. Măng bây giờ mới thực. Măng từ mấy củ luộc chấm. À. Luộc thì mình chấm với cái thịt chua ấy gì. Luộc. Anh cứ tưởng là xào. Cuốn với thịt cũng được nhưng mà cuốn nó lâu. Có rồi. Quả dâu này nấu ngon đấy. Không có à? Không có, không cần, cả dâu này mới ngon. Em rửa cái ấy đi chưa? Cái mẹt ấy. À rửa rồi. Thế bây giờ đi kiếm măng à? Măng luộc đúng không? Không cần, không cần. Ở đâu có? Ở đâu có? Không, ý là đi mua thôi, không phải là đi đảo thì có mà. Măng bây giờ không có đâu. Thế á? Bây giờ hôm nay bằng 8 tháng 3 họ không lên trời đâu. À. Thế bây giờ thế bây giờ rau xanh. Rau... Côi măng á.
quên mất rồi, vào đấy không được nhặt ít rau rau gì nhỉ. Bây giờ là phân công là anh đảm nhiệm là món cá. Anh đảm nhiệm món cá này. Thế em đi lấy rau nhá. Rau gì? Em đi vào nhà chú Lịch lấy ít rau cải về luộc. Mỡ mình ở chỗ nào nhỉ? Cái này chua không? Ờ, anh cứ thử một lần đi, đừng lấy quả sống, quả... Ông này đang nấu canh cá trước ăn, nấu thịt trước đi. Đây, cá chắc chín rồi. Đây là toàn là đầu bếp của Phong Dụ Thượng, toàn các anh, các chị, người Tày các bạn nhé. Anh thử tanh cá chưa? Người Tày người ta nấu cũng hay phết đấy, nói chung hay. So với ẩm thực người Thái, người Tày thì nó có cái sự cầu kỳ đấy. Có phải giá nhưng mà không? Không. Giá đâu chua rồi. Cứ tí nữa ấy nấu nó chua hết mà. Dâu có đủ chua không? Chua chị ơi. À mày không phải là. Cứ yên tâm. Em nấu rồi. Đúa được mà. Nấu à? Em nấu nhiều rồi chứ. Quả dâu này mới ngon đấy. Chưa được ăn bây giờ. Chưa được ăn bây giờ. Đặt vào nước xong là mình cho vào mình ấn nó ra này. Chú mang theo cả một bát nhót nữa các bạn ạ. Phần này cá thì gọi là siêu chua rồi. Đừng có móc nhầm hai quả ra nhá. lại làm thêm tự nhiên thấy hai quả sao nó móc mãi không ra nữa. Được rồi đấy. Mãi luôn đấy. Đây. Món cá suối của người Tày bên này mình sẽ có sự kết hợp giữa hai quả nấu với ấy à? Chua. Quả này ngon hơn này nhỉ? Em này ngày xưa hay nấu quả này. Cứ thử xem, cứ thử cho xuống nhá. Rửa sạch quả này đi xong. Quả này cũng chua mà. Ủa nhót này ngon. Hi. Chín. Đúng rồi. Mọng thật đấy. Mọng như em ấy nhỉ? Nhé. Măng chua hôm nay bảo mẹ tiệp bang ở mà nhỉ? Cái ăn đi mưng mưng sôi rồi cho vào trong nhà đi ơi. Cái này cứ luộc hết bếp này đi. Chúng ta bắt tạm vào đây đi. Cho nó nát nát để ra nó mới chua. Ăn liền cả chít chít nhớ ú. Đây, vào trong bản này vợ chú Lịch cho cả rau cải này, măng chua xào vịt này. Hay còn thịt lợn thì anh em để ở trong tủ chú Lịch ấy, mang ra để tí nó nấu đậu. Được mấy món đấy. Có cái gì nấu ở bếp ga ấy, nếu mà hai bếp thì nấu ở bếp ga nữa. Măng chua, đây. Có phải rửa qua không? Sợ chua. Chắc không chua đâu. Em thích ăn chua chua cơ. Lại có ai lại đến lại cầm à rang tiết canh. Còn cái này, con này tí luộc quá à? Rau này đông trên tay luôn. Có hạt rồi chưa? Thế đấy, lọ này lọ hạt rồi mà. Vâng. Tí dã lên rắc vào. Còn ăn cát rồi. Ăn chào. Ăn được có nằm đấy hả hết đấy à? Ô, ai vào xin nhé? Mỗi một té đấy rồi. Có mỗi té đấy rồi. Cái này ma đẹp quá. Té loa rồi ma. Mỗi hành thôi bây giờ ấy. Lấy cái chỗ.
Cái này chắc là sạch đúng không? Cái ăn mướp mua mướp này tạt bồm mẹ. Thịt nó còn đỏ thế nhỉ? Kệ nó ăn cái hồng ngon. Anh Tư không ở nhà nhỉ? Gọi số anh Tú không có số của em nhỉ? Gọi số của em ấy, bảo vợ em lên tắt cho. Vợ em nằm nhà mà. Mình đáng hiệu như hụt ai nha. Ngã quả sợ đấy, mình sợ mà mình ngồi ngay cạnh mà mình ra mình thấy bà anh ngã luôn. Tôi là nhà kế. Bà chạy không. Ở đâu có mì bồ đánh gì? Đây mình đang đi ra, anh chị em đang chuẩn bị cơm nước thì mình đi kiếm lấy một bó hoa hơi bị giá trị luôn các bạn ạ, hoa vàng anh. Ở đây không mua, ở thành phố không mua được thật đấy. Đó mà lấy được cái cảnh kia đẹp thế. Tặng cho chị em phụ nữ chứ. Tự nhiên lại để đảo ngược tình thế. Ui, cảnh quá đẹp luôn. Đây là cây hoa vàng anh mà ở cầu Hạnh Phúc có một cây các bạn. Ở đây có một cây. Cây này sát suối quá. Đây là nó lên tầm gần cầu một tí thì đẹp. Đây. Các bạn ở thành phố có biết cây hoa này không? Hơi bị đẹp luôn mà cây này nó lâu lắm nha, nó bền lắm. Đấy. Wow. Đẹp thế. Lung linh luôn. Một cái hoa này nó được mấy tháng rồi cơ. Nhiều kiến quá. Bó kiểu gì thế kìa. Tặng cho đại diện cho chị em thôi. Bây giờ ở đây không có hoa các bạn nhé. Đó. Đây. Ok, một bó hoa. Giá trị thơm thế. Bây giờ phải lấy cái gì mà cuốn cuốn vào nhỉ? Còn bông nào không? Cao quá. Kìa, trên đầu Ngọc có với được không? Trên đầu em có một tay em tới không? Đầu em ấy. Đấy, nó ló ở. Này. Này, dao, dai lắm. À, ra. Kiến, ủi ủi. Kiến nhiều thế. Ui ui, sao mà lắm kiến đấy. Chết rồi.
xong rồi. Ờ à, đấy. Siêu đẹp. Vợ ở nhà đi. Biết ai ai tặng hoa đây, chồng ở xa nhà đây. Đấy, cảnh này mới biết được xa vợ xa con. Thôi cũng chịu khó. Cảnh xa nhà. Những lúc như này thì các bác nên mua hoa tặng vợ nhá. Đây là mình dùng gọi là canh nhà lá vườn. Đó. Hoa vàng anh. Được rồi đấy. Giờ về thôi. Hoa thật chứ. Đấy, tí nữa có quà là tặng đại diện. Đấy. Đẹp chưa? Hoa quá giá trị luôn. Để đây trước đã. Nào, xong chưa? Ngồi vào mâm thôi. Xong hết rồi mà. Xong hết rồi à? Đợi mỗi anh đi hái hoa rồi. Ờ được rồi, thế mời chị em đi, mời anh em đi. Vào việc đi. À thòng à thành nhỉ. Rửa chân tay chưa? Vào lớp, vào lớp. Đẹp đẹp. Ờ lán trại hơi chật hẹp các bạn ạ. Hôm nay thì chia ra làm thành 3 mâm nhưng mà gọi là mâm mí đúng là 2 mâm thôi. Giải ra cho nó dài ngồi nó mới được. Đây món ăn của chị em đây, cho mời các bạn xem nhé. Thịt vịt xào măng chua này, thịt kho đậu này, cá suối nấu quả nhót này, ngan luộc này, tiết canh, rau sống, rau cải. Nói chung là rất là nhiều món đặc sắc ẩm thực của người Tày ở đây các bạn ạ. Ây da, vui quá nhỉ. Hôm nay ngồi vào chưa? Ngồi dịch vào một tí. Đây bên này nghĩa xích vào một tí. Nó hơi chật nhưng mà thôi thông cảm thôi. Ăn không? Hôm nay là báo cáo với các chú, với các anh, với các chị em. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. Thật ra là hôm nay là rất là vui, lại được chị em lại tổ chức ngày mùng 8 tháng 3 ở đây thế này. Đảo ngược lại với bình thường. Đấy, tức là bình thường là anh em tổ chức mùng 8 tháng 3 nhưng mà hôm nay là chủ động chị em tổ chức mùng 8 tháng 3 cho anh em team ở cầu Nà Hát. Hôm nay thì rất là cảm ơn. A Tú vừa đi hái được một bó hoa vàng anh. À, trước tiên là xin được cảm ơn tới toàn thể các chị em ở trong bản làng Than cũng như ở bản Nà Hát đã có một cái cuộc hỏi thăm động viên đến anh em. Đấy, A Tú hôm nay thì nhân dịp ngày 8 tháng 3 xin được kính chúc cho toàn thể các cô, các chị, các em có một sức khỏe dồi dào và luôn xinh đẹp, là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền và một người công dân thật là tốt, công tác tốt trong mọi lĩnh vực, nhất là các chị em phụ nữ ở trên xã Phong Dụ Thượng luôn luôn phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ. Cảm ơn nhé. Cảm ơn anh nhé. Thay mặt cho chị em có mặt ở đây thì cảm ơn anh và chúc cho toàn thể anh em có nhiều sức khỏe để hoàn thành cầu của bản Nà Hát. Và hôm nay thì gọi là hôm nay là ngày vui để chị em đi chơi mùng 8 tháng 3 thì đi vào đây để thăm các anh. Nghĩa là vẫn là thăm các anh. Thăm đều một tí nữa nhé. Nào, một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng mùng 8 tháng 3. Rồi, xin được chuyển hoa theo kinh nhắc ngoài kia thôi nhỉ. Chuyển để đấy tí. Tí nữa chụp ảnh lưu niệm, đây là đúng là hoa rừng đấy nhá. Đấy. Hoa vàng anh. Hoa suối, không phải hoa rừng. Rượu em uống rượu trắng hay rượu màu?
đủ chưa? Để... Hôm nay là đúng là quá là vinh dự các bạn ạ. Chị em một cái ngày trọng đại của chị em phụ nữ mà vào đây để chung vui với anh em thế này thì không biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn thôi. Chúc sức khỏe. Được chưa? Ra rượu hết chưa? Nào, anh em mình chúc mừng mùng 8 tháng 3 hôm nay cho chị em nằm trên nhá. Sao? Thì lui Thiệu ơi, Thiệu lui cái mâm mình ra vào cái mâm này đi để chỗ kia để tí chỗ ngồi, không thì không có chỗ, không đủ chỗ. À được, tí nó đẩy ra một tí. Đẩy cái kia ra một tí là được, Thành ơi. Thành ơi, đẩy cái để mình ủ ra ngoài một tí nữa. Tốn khoảng bom mới đẩy nè. Đó. Cái mâm mà hết. Nhất tí tăng này mà không có năng bắn đàn ông, bắn nhà, bắn ngân vàng, bắn biết mà. Nào. Lên lên rượu nào. Đi, Minh ơi, à. Cầm chén nào. À, Minh bà đi cứ lui vào bên này một tí xong rồi cầm mấy cầm hết sao không đủ xong mày biết đấy. Hôm nay là phải khỏe nhá. Ờ khỏe nhá. Cảm ơn mình dô một cái nhá. Mời nhá. Rồi xin mời nhá. Chúc mừng mùng 8 tháng 3 nhá. 1 2 3 dù 2 3 dù 2 3 uống đấy, hôm nào cũng xinh đẹp nhá, lúc nào cũng tươi, hôm nào cũng mùng 8 tháng 3. Rượu này rượu ngâm cái gì ngon thế nhở, thơm thế, uống đi. À thì ạ, chúng ngâm cái gì mà ngon này, các kiểu uống đi chị em phụ nữ, không uống trà đi, không uống thì khác, không phải đang cái kia cả cái bọc ở trên cái dạn cái kia, bà bảo nghiêm cấm nhá, uống nốt hôm nay xong rồi uống sau. À đại tràng, chúc mừng chị em phụ nữ. Nước thuốc đấy, nước thuốc đấy. Rượu thuốc ấy. Đây mang chén này sao? À thử cái món cá suối này. Thơm em mến. Tiểu Thế. Cầm bông hoa lên quá. Kệ mà cái máy ảnh của anh nhìn mãi mới thấy mặt. Sao mờ thế? Đây, thưởng thức cá suối nấu với quả dâu, quả nhót các bạn. Con mời các cô nhá. Mời cô, mời chị em đi. Xem vào có chua không? Ngon. Ngon, chua. Ngon. Chua vừa không chua lắm. Ngon mà. Cái cá nó cứng. Mình kho chua này cá nó cứng thì nó săn lại. Ngon lắm. Nước sôi cho vào cá. Không được tặng hoa buộc quá, không ăn. Không ăn à? Cái hoa về cho cháu thì tặng đi. Không ăn. Chị tặng nhá. Ông nghỉ tặng cơ. À đây đúng. À cho em tặng các chị. Ở đấy, cho An Thành đi. An Thành đứng lên. An Thành giận đấy. An Thành. Nào, phát biểu đi. Đưa mic cho A Thành phát biểu tặng hoa cho chị em rồi. Đấy, em xin phép các anh chị tặng hoa cho chị này chứ. Được. Xinh đẹp nhá. Luôn luôn tươi trẻ khỏe đẹp. Luôn luôn xinh đẹp nhá, càng ngày càng phát triển. Rồi anh Tuyến, bây giờ anh tặng á. Rồi thứ nhất là hôm nay cũng là ngày mùng 8 tháng 3, thế nên nhân dịp này thì em chúc các chị nhá, các cô, các bá nhá luôn luôn tươi trẻ khỏe đẹp. À. Và ngày mùng 8 tháng 3 cho các chị em phụ nữ nhé, cảm ơn A Tú và A Tiến là các anh nhá. Rồi em cảm ơn chị nhá. Rồi, cảm ơn cô nhá. Nào, đấy, ăn cực kia tặng tốt nhá. Đấy là do ta đưa... Rồi, này, anh Thành ơi. Có một chén nữa nhỉ. À, anh phải cảm ơn cái mic đây để anh cảm ơn chị Bịt. À, rót rượu chưa? À, đây là chén thứ hai nhá. Riêng A Tú xin được cảm ơn tới em Vịt, không phải chị Vịt, em Vịt. Em
em thím anh Công, em nhẫn tặng cho một con vịt phao câu rất là to. Ngon. Cảm ơn em nhé. Chúc em luôn xinh đẹp nhá. Nào các cô ơi, các chú ơi. Trẻ mãi không già. Con vịt ngon thật đấy. Hôm qua bảo là không riêng không có chủ nhà là không dám ăn. Đấy. Để mai. Mời cả nhà nhá. Anh em bắn nhiệt tình nhá. A Tú đang uống thuốc. Anh uống rượu thuốc kìa. Thuốc mà. Ấm nước sôi chưa nhỉ chị nhỉ? Ai à, ngon. Ôi, uống đi đã. Tới nào nhiều em cũng hay niệm mấy này cũng hay. Bạn Phương à, bạn đây. Đấy, Mai Phương. Từ làng em hôm nay đông nhất. Đông nhất hôm nay. Có thiệt. Giờ xin được cảm ơn anh em, chị em vào chơi nhé. Đấy, chị em vào chơi là còn làm cơm này, lửa rửa bát này. Giờ thì để hôm nào A Tú lại hẹn vào chị em phụ nữ vào thăm lán nhé. Cảm ơn anh em nhé, động viên cho anh em team rất là nhiều. Cảm ơn. Ok. Rồi, mạnh khỏe nhá. Cảm ơn. Ok ok. Mùng 8 tháng 3. Bye bye. Đấy, đây là một cái video phải nói là rất là ý nghĩa khi mà một cái ngày lễ mùng 8 tháng 3 mà chị em vào thăm, giao lưu cùng anh em cũng là cái lời động viên rất là lớn cho anh em team lúc làm cầu các bạn ạ. Nhân dịp ngày mùng 8 tháng 3 thì A Tú cũng xin được gửi lời cảm ơn và chúc tới toàn thể các chị em phụ nữ ở Việt Nam chúng ta và trên thế giới một ngày... Hả? Quên xe. Một ngày mùng 8 tháng 3 ý nghĩa, luôn xinh đẹp này, và là người mẹ hiền này, người vợ yêu thương chăm sóc gia đình và một người phụ nữ đảm đang trong mọi công việc, và nhất là luôn xinh đẹp các chị em phụ nữ nhá. Video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo. Xin chào, mù chế thôi.